không chỉ bây giờ khi mà đi học đại học và sau này khi mà mình đi làm nữa thì mình còn phải sử dụng tiếng Anh cũng như là nói tiếng Anh nhiều hơn nữa. Đó là một cái động lực để khiến cho mình quyết tâm là mình phải bắt đầu rèn luyện tiếng Anh, nói tiếng Anh và giao tiếp tiếng Anh. Mình là Yến, mình 21 tuổi. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành của mình là kinh tế. Khi mà mình thi đại học xong thì mình có được đi du lịch và mình có đến một cái nhà sách. Thì ở nhà sách này thì có một người nước ngoài bất ngờ là bước đến chỗ mình và hỏi mình câu bằng tiếng Anh. Thì lúc đấy mình rất là bất ngờ vì mình học cấp 3 thì mình cũng chỉ được luyện nhiều về ngữ pháp với lý thuyết thôi. Cho nên là cái phản xạ trả lời tiếng Anh của mình thì lúc đó rất là kém và mình không thể nói ra một cái bất kỳ một cái từ nào với người nước ngoài đó. Sau cái lần mà gặp người nước ngoài đó thì mình cũng nhận ra là cái sự quan trọng của nói và giao tiếp tiếng Anh, nhưng mà nó cũng chưa trở thành một cái động lực quá là lớn để khiến cho mình quyết tâm học tiếng Anh. Thì sau khi mà mình lên đại học thì mình cần phải thuyết trình tiếng Anh nhiều hơn, thì lúc đó thì cái phát âm của mình vẫn chưa được tốt và mình đã nói sai một vài ý dẫn đến là các thầy cô và các bạn hiểu nhầm ý của mình. Mình cũng tham khảo rất là nhiều và mình quyết định chọn app Elsa Speak bởi vì mình sử dụng app Elsa thì mình có thể học mọi lúc mọi nơi được và nó sẽ rất là phù hợp với cái thời gian của mình, thì mình có thể học bất cứ lúc nào mà mình muốn. Và bên cạnh đấy thì khi mà mình học app Elsa thì app Elsa có một cái tính năng rất là hay, đấy là chỉnh sửa phát âm theo từng âm tiết, đưa cho mình những cái chỉ dẫn để phát âm sao cho chuẩn với cái âm tiết đó nhất. Trước kia thì mình chủ yếu là mình xoay quanh ngữ pháp cũng như là từ vựng thôi, nhưng mà từ khi mà mình học app Elsa thì mình đã cải thiện hơn rất là nhiều về phát âm cũng như là về giao tiếp. Thì khi mà mình thuyết trình hay là mình gặp người nước ngoài thì mình cũng không còn là bối rối và mất tự tin như trước nữa. Vào thời điểm đấy thì mình đã cảm thấy rất là tự ti và mặc dù mình biết nhưng mà mình lại không thể nói ra được với cái người nước ngoài đó. Nếu mà cho mình một cái cơ hội để quay trở lại thì mình nghĩ là mình đã biết rồi thì mình hãy cứ tự tin và nói ra đi, dù đúng hay sai thì mình hãy cứ nói. Và điều quan trọng nhất là mình vẫn phải luyện tập thật nhiều và luyện tập với app Elsa.